Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến shop của anh Hải để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai ha. Đó, để đẹp không đây quý vị ơi, đẹp thấy mê luôn ha. Em chào anh. Dạ, chào anh Tấn cơm vừa. Dạ, chào cô chú anh chị trên ba miền Tổ quốc nha. Hôm nay em có về một lô mai dáng long có, dáng trực có, dáng lắc có. Hình thức em bao sóng bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi không để cô chú anh chị chờ lâu, em vô cái mã số đầu tiên là mã số 36. Đây, 36 em bên đây. Hả? Dạ, mà có một lô nữa nha cô chú anh chị. Lô đó em để giá mềm mềm cho cô chú anh chị dễ chơi luôn nha. Nằm ở cuối clip ha. Cuối clip. Chiều cao 80. Quần thân 29 quần. Thôi 28 quần thôi, 28 quần thôi. 28 quần. Tôi muốn chơi đây 28 nè. Để đây quý vị. Đó. 28 quan. Để đây cho em vòng hai vòng đế nữa quý vị, ngắm nghe kỹ đế. À, đế này nôm nha, cộng lực lực không à, cộng nó đều. Thân cành đây. Rồi, mã 36 này em giao lưu 900. Rồi, bao ship toàn quốc cho mấy anh em luôn. Bao sống luôn. Rồi. Rồi, tiếp luôn. Theo là mã số 37. Rồi, 37 đây. 37 chiều cao là 70. Rồi. Cái dáng con nó đưa ra là 30 nha cô chú anh chị. Từ từ đây nó ngóc đầu lên là 40. Đo phủ ra ngoài luôn nha quý vị. Đó. 31 hoành là dư nè, tính 30 hoành luôn. Tính 30 ngày đó luôn đi. Nói chung cái hoành 1 2 phân, 2 lai không sao hết, mà ăn thua là cái dáng đẹp thôi nha. Với cái giá nè. Dạ, cái giá mềm dễ chơi là được rồi. Mã 37. Rồi giao lô 900 luôn. Rồi, 900 ha. Đó. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 38. 8 đây. Chiều cao 60. Quần thân 22 quần. Mã 38. 22 quần cô chú anh chị ơi. Củ đế luôn đây. Đó. Nói chung cái lô mai này về cái củ đế nó ok lắm, nó nở đế nha. Nó không có bị bèo. Rồi mã 38 này em vô lô 450. 39 đồng. Rồi 39 lên luôn. Đây, tiếp theo là mã số 39. Chiều cao 80. Quần thân 22 quần. Rồi, 52 quần. Đó, mã số 38, 22 quần. Để luôn. Còn em này trật. Còn cụ đế. Đó. Tướng đâu nó bị nháy, không sao hết. Dạ, nó bung ra. Bung rồi, giết hết rồi, mấy ruột ơi. Mã 39. Mình cho lô 400. Rồi, 400. Tiếp theo là mã số 40. Ủa sao là 41? 40 đâu quý vị? 40 đâu, ngưng. Rồi em đổi cây nha quý vị. Rồi 40 đây. 40 đây, nãy lộn 41 mã nó để hồi nó lộn tùm lum. Rồi tiếp theo là mã số 40. Rồi 40 đây. Chiều cao 80. Quần thân 22 hoành luôn. Cái này nôm nè. Đó, 22 hoành. Em trực thẳng phăng luôn nha. Đó, cốt cành chi nó đây 2 4 6 7 8 chi, một trực. Rồi, giá là sao đây? Đó, cái này 450. 450. Rồi. Tiếp theo là mã số 41. 41 em nói đây. Chiều cao 70. Quần này hơi to nè. 27 quần. Rồi, quần 27. Bung tượng hết rồi mấy quý vị ơi. Cứ yên tâm cây ha, sống khỏe mạnh luôn, bung ngồi giết hết rồi. Mấy cái này là bớt bỏ cũng được, nó không sao, chủ yếu là trên đây nè, nó mới bung là về bỏ vũ đất ra trồng nha cô chú anh chị. Rồi, giá sao anh? Mã số 41. Em vô lô 650 cô chú anh chị ơi. Rồi, 650. Tiếp theo là mã số 42 em trực. Chiều cao 101, mét 1. Quần thân 21 quần. Rồi, tay cành đây. 21 quần. Cho mã số 42 em trật nè, thẳng chân luôn, để luôn. Đó. Rồi cái này em vô lưu 500, bao ship bao sống toàn quốc. Rồi, ok, 500.000. Tiếp theo là mã số 43. Cái này cao ạ. Mét 3. Quần thân 22 quần. Rồi, thóc thân cũng hơi cao, thóc thân này khoảng tầm 60 gì không anh? Đo thử khoảng 60 không? Cậu rể đúng rồi, hay quá thầy ơi, 60 luôn á. 60 luôn ha. Mã số 43. Làm cho luôn 500 luôn. Đó,
quý vị thích thoát thân cao mà tay cành đều để cũng đều nè. Đó, giá thì có 500 thôi nhưng quý vị. Mấy anh em nào chốt xả đầu đinh 400 luôn. Rồi. Đó, chơi vậy đó. Chơi vậy luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. Mã số 44. Chiều cao 80. Em này dặn lắc nè, có gân mình gân luôn. Hoành thân 27 hoành nè. Nói chung là em đo em tính dư dư cho cô chú anh chị nha. Đặng khỏi thắc mắc em điều gì hết. Mã số 44. Rồi cái này đẹp nè. 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu. Rồi ok. Rồi qua cái mới luôn. 45 luôn ha. 45. Chiều cao 65 tính 60. Đó đo múc trên đây nè. Đường 24 hoành tính 23 hoành nè. Rồi. Đó, quá trời cái cũ luôn nè cô chú anh chị ơi. Đó, cái cũ nó bè ra dữ lắm. Coi trong clip vậy chứ ở ngoài coi cây nó ok lắm nha cô chú anh chị. Mã số 45. Rồi vô luôn 650. Rồi 650 ha. Rồi qua cây mới luôn. Tiếp theo là mã số 46. Chiều cao 80. Em này lùng lực nè. Đẹp nè. 30 hoành tính 29 hoành. Đó. Đầu vô đuôi chuột luôn. Nè cái giót ngọn ra đây nè. 8 à. Giót ngọn 8 à nha. Đó, cái này đẹp nè. Cái này mấy anh chị bung cái tầng dù ra cũng được nữa nè. Mã số 46. Rồi em để cô chú cây này 1.1 triệu của chú anh chị ơi. Rồi 1.1 triệu. Đẹp nha. Rồi qua 47 luôn. 47. Chiều cao 1m2. Cái thóc thân ngay cổ đế lên là 45. Mấy anh em thích tông cao thì chốt mấy cây này nè. 22 hoành. Rồi để sổ. 22 hoành. Sổ đều luôn. Đó, nguyên cái cũ đâu ra đo cái cũ coi. Đó, lòn qua mấy rễ cả mấy cọng rễ này luôn nha. Đó. 48 ha, gần 49, 48 ha. Cũ 48 á. Cũ đây đặt. Tay cành đều luôn. Tay cành đều đang rác luôn. Mã số 47 em cho luôn 1 triệu. Rồi 1 triệu. Rồi, tiếp theo là mã số 48. Quá trời em này nôm quá trời quá chừng nôm nè. Chiều cao 1m3. Còn thân 26 hoành gần 27 nè. Đó tính 26. 26 hoành. Một em này trực lắc nha. Lắc cái thân chút xíu, giót ngọn luôn nè. Thấy tay cành này đều quá, giót ngọn quá em để cho nó tông cao luôn. Mấy anh em chốt thì muốn đôn lại thì đôn. Rồi mã số 48 em cho luôn 1.2 triệu. Rồi 1.2 triệu. Ừ, bộ đế sổ ghê không? Nè, cộng lực không à. Đó. Kéo nhựa rồi, thấy chưa nè. Kéo nhựa hết à, đó. Rồi. Bắt cái mới ha. Tiếp theo là mã số 49. Mọi người em đế bàn nha, cây này đế bàn. Chiều cao 1m1. 25 hoành. Đó, đế bàn nha. Anh em mà thích đế bàn bè ra thì chốt mấy cây này. Mỗi người mỗi ý thích nha mấy anh rượt. Mã số 49. Em giao luôn 1.1 triệu của chú anh chị ơi. Rồi, 1.1 triệu. Tiếp theo là mã số 50 em lùng lực. Đó, chiều cao luôn. Chiều cao 70. Hoành thân 25 hoành, hơn là thấy chưa? Tính 25 hoành thôi. Em này lắc nè, trực lắc. Mã số 50. Rồi cái này em giao luôn 650 của chú anh chị ơi. Rồi, 650. Sẽ là một cặp nè. Cặp này em chốt đơn cho cô chú chốt con cặp thì nó đi đơn nó rẻ hơn. Cây lùng lực này chiều cao 35. Cây cao này chiều cao nó 80. Mình đi cặp vậy nó rẻ hơn chứ. Ờ. Thì đi cặp vậy rẻ hơn. À, chứ đi đơn nó mắc hơn. Chiều cao ở hoành 21 hoành. 21. Cây lùng á, còn cây cao này là 21 luôn. Rồi 21 luôn. Đó, cây cao gì ngắm nghía kỹ cái đường thân với tay cành nó ha. Đó. Cây cao này nó có duyên ha, nó lắc nè, có duyên.
cái thóc thân của nó 40. Để luôn nha quý vị. Rồi, xay quá luôn. Đó. Rồi để giá mềm cho anh em dễ chơi luôn nè. Một cặp này em để 450 à. Cặp 450. Tiền ship hết 2 xị à. Tiền cây hết luôn. Cho anh em dễ chốt. Rồi, dễ chốt luôn. Mã số tiếp theo là mã số 52. Rồi, 52. Chiều cao 1m1. Thóc thân 30. 25 hoành tính 24 hoành à. Đó. 24 hoành. 24 hoành. Đó. Để đây. 24 hoành. Đó, cổ đế tròn vo, cổ đế nè. Bự ghê ha. Nè hai tay em ôm nè. Đây hở nhiều luôn. Đó. Rồi, tay cành đều luôn ha. Đó. Rồi em giao Zalo mã 52 này 800. Rồi, 800. Rồi, tiếp tục luôn. Chút nghe. Tiếp theo là mã số 53. 53. Chiều cao 80. Hoành thân 28 hoành. Rồi, 28 hoành luôn. Đó. Tay cành này. Tay cành lật không à. Mã số 53. Thế đây. Đó. Hoành 28. Rồi, cái này em giao lô 700. Rồi, 700 ngàn. Bao sóng bao ship toàn quốc. Tiếp theo là mã số 54. Rồi, mã số 54. Tay cành cũng đều rang. Chiều cao 90. 80 cũng được đó, 80 thôi. Làm đo vị trí mút trên đây nha, tại đây nó có cái cổ nè. Thôi đo hai vị trí đi. Dưới đây nha. Dưới nhân tử. Dưới nhân tử là 27 nè. Rồi, đúng không? Trên nhân tử nè. 23. Rồi tính rõ ràng là 24, 24 hoành. Không thiệt. Cộng chi đều hả? Ừ. 54. 24 hoành cho mã số 54. Zalo 750. Rồi 750 ha. Ừ, đi nhánh tử này cô chú anh chị đi hai chi nè, ghép hai bo ra đi ra cũng được nè. Ok đó. Rồi, tiếp theo là mã số 55. Mời em lấy nôm nè. Chiều cao 1m1. Rồi vị trí trên đây đi. Đó, vị trí này 29 nè. Rồi, ừ. Nó bỏ xa với cô đấy 29 được rồi. Thoát thân của nôm nè. Đồ xảo. Đế. Hàm mấy? 25. Thoát thân 25. Đậu sậu đế 25. Có nôm á, đậu nôm 25. Cho mã 55 em vô lưu 1.1 triệu. Nè cái chi này em để cái chi này hờ nha. Về mấy anh chị cắt chi này bỏ nha. Nó trùng chi rồi, cắt chi này bỏ em để hờ gì khi ở trên đây đi ship đi nó bị chạy lên đây cắt chi này. Rồi. Cây mới luôn. Tiếp theo là cây mới là mã số 56. Chiều cao 90. Hoành thân 23 hoành. Rồi, 23 hoành. Đó. Cái này nó hơi lắc lượng tí. Đây, để đây. Đó. Mã số 56. Rồi em vô lô 700. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi, 700. Tiếp theo là mã số 57. Tay cành điều rang ha. Ừ, điều rang, cái củ tròn vo luôn, như củ hành á. Chiều cao 70. 22 hoành. Đó. Ừ. Củ à, bự chảng nè. Đó, củ tròn vo ha, để đo củ cho anh em tham khảo nè. Ở đây ha, vị trí này ha. Nó đo trên đây đi. Đo trên đi. Đó. Đo nguyên phần nạng trên đó. Phần nạng nè. 35. Tròn vo như cái củ hành vậy, đó. Củ tỏi. Củ tỏi củ hành ngon hơn. Rồi cái này em Zalo mã 57 600. Hành tây phải không? Ừ. Tiếp theo là mã số 58. Chiều cao 80. Cái này cái củ cũng tròn vo nữa nè. 22 hoành. 22 hoành. Cho mã số 58. Em vô lô 650 cô chú anh chị ơi. Rồi 650 ngàn. 650 ngàn. Xuống cây luôn. Và cây mới luôn. Đây em dán lạ nè. Mã
56 59 ha. 246 8 chi một đỉnh nha, 8 chi một đỉnh. Chiều cao 70. Hai mươi lăm hoành tính 24 hoành. Rồi. 24 hoành. Để luôn. Đó, mấy anh em không thích thì lùng lật xuống luôn, bỏ ha, 3 chi trên. Đó, lấy cái cổ đế vậy thôi. Lấy 5 chi à. Là chơi bonsai là ok rồi nha. Xuống đế ngay là đó. Để đây. Nè, nó có cái nhánh tử dưới đây nè. Mấy anh em để cho nó cao lên đi ra cũng được, đi ra đây. Đi mấy chi ra vậy? Lên cái tàn nhỏ nhỏ ha. Ở dưới, chi dưới, che dưới. Mã số 59. Em giao lưu 800 cô chú anh chị ơi. Rồi, 800. Và 60. 60. Em trực thẳng băng luôn. Trực thẳng băng luôn nè. Chiều cao 90. Đây rồi, vị trí múc trên đây luôn nè. Đó. 29 hoành. Rồi, 29. Đó, thấy không? Rồi, xe xe đế luôn. Đây em này đến đến nôm. Cộng bắp ha. Qua wow, cái cộng này bự to. Dạ này cộng bự bự. Bự bự ở đây đều không à. Để nặng này bắp bắp không. Rồi mã 60 này em giao lưu 900. Em trực thẳng băng luôn. Bung ngồi hết là nha cô chú anh chị. 29 qua. Về mấy anh chị là kích rễ là vũ đất xong ngâm cũng được. Rồi vũ mới ha, vũ sạch anh. Vũ 70% cũng được. Mấy anh em nào mới biết chơi. Đây một em này trật quá trời bộ đế nó bự tổ luôn. Mã số 61 ha. Chiều cao 85 tính 80 thôi, 80 được rồi. Chắc quần hơi to đây. Mày 30. 30, 29 hoành đi. 29 hoành. Rồi, 29 hoành. Mã 61 29 hoành. Cũng bắp bắp không ha. Đó. Đây nè, cái cầm tay em nè, thấy không? À, sao? Bự hơn cầm tay. Tay tay em không có thịt nhiều ốm nhất. Mã số 61. Tay cành cũng đều nè. Rồi cái này em giao luôn 1.3 cô chú anh chị ơi. Rồi, 1.3. Tiếp theo là mã số 62. Rồi, 62, tay cành. Chiều cao là 70. 27 hoành. Rồi, đúng luôn. 27 hoành. Tay cành đẹp luôn ha. Em này trật nè. Bự bự không mà nó đều, nó sáng sáng. 8 chi một đỉnh nè mấy anh rồi ơi. Ok ha. Đó. Củ đế nha quý vị. Mã số 62. Củ nở. Giao luôn 1.000.000. Rồi, 1.000.000. Tiếp theo là 63. Rồi, 63 đây. Đây em này cái rễ nó bung bung đẹp quá. Bấu bấu nữa, ha. Ừ. Chiều cao 80. Củ đế nó bấu 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 bấu. 21 hoành. Thấy không? Em đo là dư không? Em tính là thục lại phân phân hết. Đấy đẹp ha. Cái này đấy đẹp nè. Em nó trực lắc. Ở số 63. Rồi em giao lưu cái này 650 luôn nè. 650 ha. Ừ. 64 luôn. 64. Chiều cao 50. 23 hoành tính 22 hoành. Rồi. Đó. Để luôn đây. Để đây. Rồi cái này em giao lưu 3 sĩ cô chú anh chị ơi. 300k. Rồi, xuống cây luôn, 300. Bao ship luôn. Sao mấy rồi anh? 65. Rồi. 65. 65. Chiều cao 100. Mét ha. Mét. To trên đây đi, phía dưới nó u u nặng nặng. 22 hoành, gần 23 hoành. Rồi, để luôn. Rồi. Để em này nó bè ra để bàn nè. Xe đều củ nở. Tay cành cũng đều nè. Rồi mã này em giao lưu 900 cho mã số 65. Rồi 900. Tiếp theo là mã số 66. Rồi 66 đây. Đây, một em trực. Chiều cao 1m1, gần 1m2 tính 1m1 thôi. Hai mươi tám hoành nè, không gần 28 tới 27. 27 hoành. 27 hoành đi cho chắc ha. 27 hoành cho chắc. 27 hoành của chú anh chị ơi. Mã số 66. Tay cành đều rang. Đều rang luôn. Đây.
Dạ sao anh? 1.2 triệu, 66, mã 66. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là 63. 66 tới sao? Ủa, 67 chứ. 67. Ngáo ngáo kỹ ta. Lâu lâu bị nhầm, có sao đâu, có gì. Chiều cao 50. 26 của anh. Rồi, đúng luôn. Đó, đúng 26 nha, cái này đúng 26 nè. Không trừ hao, tính 25 luôn. Tính 25 luôn. Ừ, 67, mã số 67. Rồi cái này em giao lô 650.000. 650.000. Rồi, xuống cây. Rồi, luôn. Tiếp theo là 68 lộc phát luôn nè. 68. Ừ. Đó. Ba chi một đỉnh nè. 50. Chiều cao. Em này mập to thế. 31 hoành nè, thấy chưa? Tính 30 hoành luôn. Rồi, 31 tính 30 luôn. 30 hoành. Đó, lấy mấy chi chơi được rồi. 30 hoành nha quý vị. 30 hoành là cô chú anh chị ơi. Dạ sao anh? Rồi em giao lưu cái này 700. 700 luôn, rồi. 30 hoành luôn. Rồi 69, mình hết 69 này còn cái lô 69 ha. Lô em vô lô 6 cây luôn nha cô chú anh chị. Rồi. 69 là cây lẻ ha. Lẻ, còn vô một lô 6 cây nữa. Là lô 70. Rồi cái này mã 69, chiều cao 80. Em trực mập lù luôn nè. Rồi, cái này lùng lực nè. Cái dốc đọt giúp em luôn nha anh. Ừ. Chiều cao ở hoành đó là 29 hoành. Dốc đọt trên cây. Chốt đọt đó 14. Rồi 14. À, cũng búp măng quá nè. Búp măng à, cái này đẹp nè. Cái này quá sức đẹp. Cô chú anh chị về mấy cây này là bắp măng vậy, cô chú anh chị thúc cành vô đại đi. Hết khả năng thôi. Cho nó đặt nốt, nó đặt tàn đẹp lắm. Bắp măng mà. Rồi 69, cây này em giao luôn 1.3 triệu. Đó. Cái này quý vị. Đó, bắp măng à. Thúc tay cành vô đại đi. Thúc vô sát hết. Rồi mấy cô chú anh chị lấy chi lại. 1.3 triệu ha. Ừ, 1.3 triệu. Đâu mình qua cái Rồi qua em qua cái lô 6 cây nè cô chú anh chị. Lô 6 cây đây. Đó. Vô cây đầu tiên, cái chiều cao đó em đo một phát một thôi, nó cũng tầm tầm hao hao vậy thôi. Rồi, một cây thôi ha. 65 chiều cao nè. Rồi. Đó, nó vậy đi. Đo hết luôn 6 cây luôn đi. Rồi đo hết luôn đi cho anh chị dễ tham khảo. 27 nè. Đầu tiên nè. 24 nè. 24 nè. Rồi, quanh qua đây luôn. Cái này nè, em này nhỏ nhất nè. 21. 21. Để giữ ha. Ừ. Cái này 20, cái này nhỏ nhất nè, cái này 20. Đó, 6 cây. Cũng cũ đế còn có gì nè ha. Đó. Đó, vô một lô luôn đi, một đơn một em giao lô 2 triệu 2 cuối clip. 6 cây. 2 triệu 2 để giữ còn theo gì nè. Có. Đó. 6 cây. Rồi 6 cây. 2 triệu 2, bao sống bao ship. À, rồi cuối clip cũng chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe ha. Rồi coi được cái clip em coi cây nào hợp nhãn thì ủng hộ em nha. Cái số điện thoại của em trên tiêu đề là cũng số Zalo của em luôn nha cô chú anh chị. Rồi chào cô chú anh chị. Rồi mình hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.